Trong tất cả những câu chuyện huyền bí của Trang Tử, có một câu chuyện đặc biệt thu hút sự chú ý bởi sự khác biệt của nó. Đây là câu chuyện về một vị tiên đắc đạo, người chỉ trong 19 ngày và qua 7 bước đã truyền dạy cho đệ tử cách đạt đến cảnh giới của đạo. Điều gì khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn đến vậy? Vì sao trong vô vàn những triết lý và tư tưởng của đạo gia, câu chuyện này lại luôn được những người quan tâm đến đạo đặc biệt chú ý? Trang Tử không chỉ mô tả về con đường tu luyện của đệ tử, mà còn lồng ghép những triết lý sâu xa về bản chất cuộc sống, sự sinh tử và mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và đạo. Vị tiên nhân trong câu chuyện, Lữ Ngọc, đã giải thích rõ ràng việc tu luyện không chỉ là học hỏi kiến thức, mà còn phải vượt qua và quên đi những ràng buộc của thế gian. Đó là một hành trình từ việc tách rời khỏi những quy tắc của xã hội cho đến việc hòa mình vào thiên đạo, một trạng thái không còn bị sinh tử, vui buồn chi phối. Nhưng làm sao để một con người có thể bước qua tất cả những ràng buộc đó? Làm thế nào để đạt được sự tự do tuyệt đối trong cả tâm trí lẫn thân xác? Câu chuyện của Trang Tử không chỉ đơn thuần là một bài học về tu luyện, mà còn mở ra những câu hỏi lớn về ý nghĩa của đạo và cách mà con người có thể sống hòa hợp với vũ trụ. Hãy cùng bước vào cuộc hành trình này và khám phá những bài học sâu sắc từ câu chuyện huyền bí ấy. Liệu có thể rằng chính chúng ta cũng có thể học được điều gì đó từ 7 bước của Lữ Ngọc? Câu chuyện bắt đầu với một ông lão tên là Nam Bá Tử Khuê, người tình cờ bắt gặp một vị tiên nhân đắc đạo tên là Lữ Ngọc. Nam Bá Tử Khuê hỏi Lữ Ngọc: "Ngài đã lớn tuổi rồi, tại sao ngài vẫn trẻ trung như một đứa trẻ?" Lữ Ngọc điềm đạm trả lời: "Vì ta đã ngộ đạo." Nam Bá Tử Khuê lại hỏi: "Ngài có thể dạy tôi đạo mà ngài đã ngộ không?" Nhưng điều bất ngờ là Lữ Ngọc trả lời: "Không, ngươi không phải là người thích hợp để học đạo." Tại sao Lữ Ngọc lại khẳng định rằng Nam Bá Tử Khuê không thích hợp để học đạo? Câu trả lời của Lữ Ngọc chắc chắn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Dù câu chuyện này đã được kể từ 2.000 năm trước, vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Ví dụ, Nam Bá Tử Khuê là ai? Vị tiên nhân Lữ Ngọc là ai? Và đệ tử Bất Lương Ất của Lữ Ngọc là ai? Những cái tên này không hề được ghi chép trong các tài liệu cổ khác. Có người có thể cho rằng đây chỉ là những nhân vật hư cấu, vì Trang Tử thường bịa ra những câu chuyện để giúp ta ngộ đạo. Tuy nhiên, các học giả đã nghiên cứu sâu câu chuyện và phát hiện ra rằng tên của các nhân vật trong câu chuyện của Trang Tử không hề được chọn ngẫu nhiên. Mỗi tên gọi đều ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Một số tên đã được giải mã, nhưng vẫn còn nhiều cái tên chưa được hiểu rõ. Chẳng hạn như tên của tiên nhân Lữ Ngọc. Có người cho rằng Lữ Ngọc có mối liên hệ mơ hồ với nữ oa và đại vũ. Vị đệ tử của Lữ Ngọc, Bất Lương Ất, cũng không phải là người bình thường. Họ Bất Lương là dòng dõi của hoàng đế và có liên quan đến các phép thuật cổ xưa, trong đó những pháp sư không phải ai cũng có thể trở thành. Họ có khả năng giao tiếp với trời đất và thần linh. Điều này cho thấy Bất Lương Ất có những năng lực vượt trội và khác thường. Vậy tại sao phải giải thích tên gọi của Lữ Ngọc và Bất Lương Ất? Điều này liên quan trực tiếp đến câu chuyện. Lữ Ngọc từng nói rằng ông đã có một đệ tử tên Bất Lương Ất, người vốn đã có tài năng thánh nhân nhưng chưa có đạo thánh nhân. Ngược lại, có những người có đạo thánh nhân nhưng không có tài năng thánh nhân. Những người có tài năng thánh nhân rất dễ học được đạo, trong khi những người bình thường thì dù có gặp tiên nhân như Lữ Ngọc cũng khó mà học được. Câu hỏi đặt ra là tài năng thánh nhân là gì? Đạo thánh nhân là gì? Hầu hết các lời giải thích về đạo thánh nhân đều cho rằng đó là cảnh giới giác ngộ. Nhưng tài năng thánh nhân thì vẫn là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Có người sẽ hiểu nhầm rằng ý của ngài là Trang Tử phản đối hoàn toàn việc học hành, cho rằng chúng ta nên giống như những người nông dân thiếu hiểu biết trong xã hội cũ, dễ dàng bị kẻ khác lừa dối sao? Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn không đúng. Trong thời đại bùng nổ kiến thức như ngày nay, làm sao có thể không học được? Thực tế, câu chuyện của Trang Tử sẽ cho thấy rằng tiên nhân Lữ Ngọc cũng từng đọc sách, từng ghi nhớ chúng. Vì vậy, là con người, dĩ nhiên chúng ta cần học hỏi. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu sắc của Lão Tử và Trang Tử nằm ở chỗ, sau khi đã học, còn có một bước quan trọng hơn, đó là vượt qua sự hiểu biết, vượt qua trí tuệ thế tục và thực hiện một sự chuyển hóa. Ban đầu, con người học để kiếm tiền, để đạt danh vọng, để thỏa mãn những ham muốn cá nhân. Nhưng sau khi học đủ nhiều, học trải qua nhiều kinh nghiệm, có lẽ họ sẽ nhận ra rằng dù tích lũy bao nhiêu trí thức, bao nhiêu mưu lược, vẫn không thể thỏa mãn hết những ham muốn không ngừng của con người. Hơn nữa, càng học nhiều, càng hiểu sâu, con người lại càng gây ra nhiều tổn hại cho bản thân và cho người khác. Đạo Đức Kinh có nói, khi điều kỳ diệu quá mức, tai họa không tránh khỏi. Ý nghĩa chính là, trong nửa đời đầu, chúng ta học hỏi để sống. Nhưng khi bước vào nửa đời sau, chúng ta phải học cách quên đi tri thức, quên đi sự khôn ngoan để trở về tới bản chất nguyên sơ, trở lại con đường của đạo. Đây chính là sự chuyển hóa mà Lão Tử và Trang Tử muốn nhấn mạnh, và cũng là chìa khóa để hiểu được tài năng thánh nhân. Trang Tử từng nói một câu rất nổi tiếng, chân nhân hít thở từ gót chân, còn người thường chỉ hít thở đến cổ họng. Điều này ngụ ý rằng chân nhân, tức là những người đã đạt đạo, hít thở sâu và thấm nhuần. Còn người bình thường thì bị ràng buộc bởi ham muốn và trí tuệ hạn hẹp, hít thở nông cạn như chỉ đến cổ họng. Không phải ai cũng có thể có được sự xuất ly khỏi thế gian. Điều này không phải do muốn là có, mà là do sự tích lũy duyên lành từ nhiều kiếp trước mới có thể có một người có được quyết tâm mạnh mẽ để bước ra khỏi con đường của người đời, theo đuổi một con đường hoàn toàn khác biệt. Trang Tử nói rằng, những ai không có tâm xuất ly, dù có gặp tiên nhân như Lữ Ngọc dạy dỗ cũng không thể học được. Tiên nhân sẽ không cưỡng ép dạy những người có tài năng thánh nhân, cũng như Phật không độ kẻ không có duyên. Đây chính là thiên cơ đầu tiên mà câu chuyện muốn tiết lộ. Vì vậy, những ai đọc Đạo Đức Kinh và Trang Tử, đặc biệt là những người mới tiếp xúc với đạo gia, không nên vội vàng tuyên bố rằng mình đã học đạo hay tu đạo, bởi vì tư tưởng của đạo gia hoàn toàn trái ngược với tư tưởng thế tục. Nó đối lập nhau, và nếu không phải là người phù hợp, bạn không chỉ không học được trí tuệ của đạo gia mà còn có thể bị phản bác, chỉ trích. Giờ chúng ta hãy xem tiếp Lữ Ngọc đã dạy đệ tử của mình tu đạo qua 7 cảnh giới như thế nào. Câu chuyện kể rằng, dưới sự hướng dẫn của Lữ Ngọc, Bất Lương Ất chỉ mất 3 ngày để đạt đến cảnh giới ngoài thiên hạ, 7 ngày để đạt đến cảnh giới ngoài vật, và 9 ngày để đạt đến cảnh giới ngoài sinh mệnh. Sau khi vượt qua cảnh giới ngoài sinh mệnh, Bất Lương Ất tiếp tục đạt đến các cảnh giới cao hơn như chiếu sáng, kiến độc, vô cốt tinh, và cuối cùng là cảnh giới âm linh, một trạng thái thần bí không sinh, không diệt. Câu hỏi đặt ra là, ngoài thiên hạ, ngoài vật, ngoài sinh mệnh là gì? Những cảnh giới chiếu sáng, kiến độc, vô cốt tinh và âm linh là gì? Bước qua cảnh giới ngoài sinh mệnh là vô cùng quan trọng, bởi vì một khi bạn đã vượt qua nó, bạn sẽ đạt đến cảnh giới chiếu sáng. Chiếu sáng ở đây mang ý nghĩa như ánh bình minh chiếu rọi khắp mặt đất, đại diện cho việc bạn đã bắt đầu chuyển hóa từ phàm tục thành thánh nhân, bước vào con đường đạo. Tuy mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của việc hợp nhất với đạo, nhưng từ đó trở đi, bạn sẽ không cần đến sự hướng dẫn của thầy nữa. Bạn tự nhiên sẽ có khả năng tiếp tục tu luyện và trở thành một thánh nhân thực thụ. Để vượt qua cảnh giới ngoài sinh mệnh là điều không hề dễ dàng, vì nó không chỉ khó khăn mà còn là bước đệm quan trọng để đạt đến những cảnh giới cao hơn. Đây là lý do tại sao bước này cực kỳ quan trọng. Trong tác phẩm Đại Tông Sư của Trang Tử có tổng cộng 7 câu chuyện, và câu chuyện về tiên nhân Lữ Ngọc mà chúng ta vừa thảo luận là câu chuyện đầu tiên. Trong 6 câu chuyện tiếp theo, ít nhất 4 câu chuyện đề cập trực tiếp đến vấn đề sinh tử. Ý định của Trang Tử rất rõ ràng. Ông muốn dùng những câu chuyện này để giúp chúng ta vượt qua cảnh giới ngoài sinh mệnh. Hãy bắt đầu với câu chuyện đầu tiên về ngoại sinh mệnh. Câu chuyện kể về 4 người bạn: Tử Thị, Tử Dụ, Tử Lý và Tử Lai. Những người này không phải là những con người bình thường. Họ đều là những bậc chân nhân, những người đã gần như đạt đến đạo. Trong đó, Tử Dụ lâm bệnh nặng và Tử Thị đến thăm ông. Khi Tử Dụ nhìn thấy bạn mình đến thăm, thay vì buồn bã, ông lại vui vẻ nói: "Thật tuyệt vời, đấng tạo hóa quả là vĩ đại." Khi chúng ta nghĩ đến đấng tạo hóa, có thể nhiều người sẽ liên tưởng đến Chúa trong Thiên Chúa giáo. Nhưng thực ra, hơn 2.000 năm trước, Trang Tử đã sử dụng thuật ngữ đấng tạo hóa để chỉ đạo. Tử Dụ trong lúc bệnh tật, ngạc nhiên và vui vẻ nhìn thân thể mình bị biến dạng. Cột sống cong vẹo như 5 ống trúc nhô lên, cằm chìm vào ngực, vai cao hơn đầu, và lưng thì đối diện với bầu trời. Các dòng năng lượng âm dương trong cơ thể ông không còn cân bằng, mà thay vào đó là chúng đang xung đột. Tuy nhiên, mặc dù cơ thể bị biến đổi như vậy, tâm trí ông vẫn hoàn toàn an nhiên. Tử Dụ tiếp tục: "Đấng tạo hóa thật đáng kinh ngạc. Ngài đã biến đổi cơ thể của tôi thành hình dạng như thế này, nhưng tôi không hề cảm thấy phiền lòng, mà chỉ tò mò không biết Ngài sẽ tiếp tục biến đổi tôi ra sao." Ông nói với Tử Thị rằng nếu sau này đấng tạo hóa biến cánh tay trái của ông thành một con gà trống, thì ông sẽ dùng nó để gáy vào buổi sáng. Nếu tay phải của ông biến thành cái cung, ông sẽ dùng nó để săn bắn. Điều mà Trang Tử muốn truyền đạt ở đây là người phàm thường sợ hãi hoặc vui mừng trước sự thay đổi của số phận, nhưng những người đạt đến đạo như Tử Dụ thì không bị chi phối bởi những thay đổi đó. Họ chỉ đơn giản đứng nhìn cách mà đấng tạo hóa vận hành và tận hưởng sự quan sát đó. Sau đó, Trang Tử đưa một số bài học sâu sắc hơn qua lời nói của Tử Dụ. Ông nói rằng những người đã đạt được đạo luôn có nhận thức rằng khi họ nhận được bất kỳ thứ gì, tiền tài, danh vọng, tình yêu hay tri thức, họ hiểu rằng đó chỉ là cơ hội đã đến và mọi thứ đều do đạo ban cho, chứ không phải là thành quả cá nhân. Khi họ mất đi những thứ đó, họ cũng xem đó chỉ là sắp đặt của số phận và đón nhận một cách bình thản. Đây chính là tâm thái của chân nhân mà Trang Tử muốn nhấn mạnh. Nếu bạn tự hỏi tại sao nên xem những điều được và mất chỉ là sự an bài của thiên đạo, thì những người đã từng trải qua cuộc sống, có thể là ở độ tuổi 40, sẽ hiểu điều này mà không cần giải thích nhiều. Sau những thành công hay thất bại, người ta dần nhận ra rằng thành công không đến từ sự xuất sắc cá nhân, mà chỉ là do thời cơ thích hợp, và thất bại cũng là một phần của mệnh trời. Trang Tử tiếp tục nhấn mạnh, khi bạn chấp nhận điều này, bạn sẽ thấy rằng cả nỗi buồn và niềm vui đều không thể tác động đến bạn. Và trạng thái này là huyền giải, sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi ràng buộc, không để cảm xúc kiểm soát bạn. Đây chính là sự tự tại hay tiêu dao mà Trang Tử muốn nói đến. Tuy nhiên, bài học còn sâu xa hơn thế. Câu cuối cùng của đoạn văn mà theo Trang Tử chính là bài học quý giá nhất cho những người bình thường như chúng ta. Nếu một người không thể tự giải thoát, điều đó có nghĩa là họ vẫn bị ràng buộc bởi một thứ gì đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có thứ gì có thể chống lại thiên đạo trong thời gian dài. Vậy tại sao phải lo lắng hay phiền muộn? Đây là câu nói chứa đựng một trí tuệ vô cùng sâu sắc, nhưng lại rất thực tế và có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vậy lúc này hãy thử nghĩ xem, khi bạn nhận ra có điều gì đó đang trói buộc tâm hồn mình, bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người sẽ nghĩ, nếu có thứ gì đó đang trói buộc tôi, chắc chắn tôi phải tìm cách giải thoát, cắt bỏ nó đi. Tuy nhiên, cách mà Trang Tử đề xuất lại hoàn toàn khác biệt. Ông nói rằng bất kỳ thứ gì đang trói buộc tâm hồn bạn không bao giờ có thể vượt qua thiên đạo, và đó là một chân lý vĩnh hằng. Vì vậy, nếu thứ đang trói buộc bạn không thể thắng được thiên đạo, thì tại sao bạn lại phải sợ hãi hay bực bội về nó? Trang Tử nói như vậy nghe có vẻ huyền ảo, nhưng hãy nhìn lại những khó khăn bạn đã gặp phải 5 hay 10 năm trước. Khi đó, có những vấn đề khiến bạn cảm thấy sợ hãi, giận dữ hay buồn bã. Nhưng giờ đây, những vấn đề đó có còn làm bạn bận tâm hay không? Những chuyện mà khi xưa bạn cảm thấy như trời đất sụp đổ, chẳng phải đã được thiên đạo giải quyết một cách tự nhiên sao? Giờ hãy nghĩ về những vấn đề hiện tại: nợ nần, chuyện tình cảm, khủng hoảng tuổi trung niên, sự mơ hồ về tương lai hay nỗi sợ hãi cái chết. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, luôn có những thứ trói buộc tâm hồn chúng ta, khiến ta không thể giải thoát. Và chúng ta thường làm gì? Chúng ta liên tục suy nghĩ về những vấn đề đó, cố gắng tìm cách giải quyết, tìm cách cắt đứt chúng. Tuy nhiên, điều này chỉ giống như cái bẫy tâm lý gọi là tư duy con khỉ. Những suy nghĩ tiêu cực như những con khỉ nhảy nhót trong đầu chúng ta, làm ta mất bình tĩnh và tiêu hao năng lượng. Chúng làm cho chúng ta không thể tập trung, khiến chúng ta hối tiếc quá khứ và lo sợ về tương lai, ngăn cản chúng ta sống trong hiện tại. Khi chúng ta cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, chúng ta thực ra chỉ đang cho khỉ ăn. Càng cố gắng loại bỏ chúng, những suy nghĩ tiêu cực càng trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng càng làm tiêu hao năng lượng tâm hồn. Vậy làm thế nào để giải thoát? Hãy nhớ lời của Trang Tử, không có thứ gì có thể thắng thiên đạo mãi mãi. Vì vậy, tại sao phải lo lắng? Hãy để thiên đạo xử lý mọi chuyện. Đây chính là nội dung mà các đạo sĩ thường tập trung khi ngồi thiền. Khi những suy nghĩ tạp niệm xuất hiện, họ không cố gắng đẩy chúng đi. Họ chỉ đơn giản là ngồi đó, quan sát chúng, để mặc cho chúng đến và đi mà không can thiệp. Giống như Tử Dụ quan sát cách đấng tạo hóa biến đổi cơ thể ông. Dù có biến ông thành gì, ông cũng không bận tâm. Vì vậy, các đạo sĩ dù bề ngoài có vẻ như không làm gì, thực ra họ đang rèn luyện khả năng không bận tâm đến những điều làm sao động tâm hồn. Nghe đến đây, có phải bạn cũng cảm thấy một niềm vui lan tỏa? Vậy nên, xin hãy ghi nhớ lời dạy này của Trang Tử. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện khác. Lần này, nhân vật Tử Lai cũng lâm bệnh, nhưng tình hình còn nghiêm trọng hơn. Hơi thở của ông ngày càng ngắn dần, và ông sắp từ giã cõi đời. Vợ con ông quây quần xung quanh, khóc lóc trong đau khổ. Một người bạn khác tên là Tử Đi đến thăm. Thay vì an ủi người thân, Tử Ni bước vào và lớn tiếng quát: "Tránh xa ra, đừng làm phiền kẻ đang trải qua sự biến đổi." Điều này có vẻ thô lỗ, nhưng đó là nguyên văn lời của Trang Tử. Tử Ni không chỉ thô lỗ, mà còn đứng dựa vào cửa, như thể đang xem một buổi trình diễn. Ông nói: "Ôi trời, đấng tạo hóa thật là vĩ đại. Hãy xem Ngài sẽ biến Tử Lai thành cái gì tiếp theo. Ngài sẽ biến ông ấy thành cây gậy hay cây giáo đây?" Trong khi đó, Tử Lai dù đang gần bờ vực của cái chết, bình thản trả lời: "Giống như con cái phải tuân theo cha mẹ, ta cũng phải tuân theo thiên đạo. Sinh ra, lớn lên rồi già đi. Và giờ đây là lúc để nghỉ ngơi." Cuối cùng, khi Tử Lai ra đi, Trang Tử kể rằng ông chết nhưng rồi lại thức tỉnh. Điều này ám chỉ rằng cái tôi phàm tục của Tử Lai đã chết, nhưng cái tôi chân chính hòa nhập với đạo đã được thức tỉnh. Tiếp theo, hãy trở lại câu chuyện của tiên nhân Lữ Ngọc và những cảnh giới sau khi đã đạt được ngoài sinh mệnh. Ngài Lữ Ngọc giải thích rằng đạo không bao giờ sinh ra, cũng không bao giờ chết đi. Thiên đạo có thể làm cho mọi vật sinh sôi và phát triển, nhưng đạo tự nó chưa bao giờ được sinh ra, giống như những sinh vật sống trên thế giới này. Chúng ta đều trải qua quá trình sinh tử, nhưng đạo thì không như vậy. Bạn nói rằng đạo không tồn tại ư? Thật ra, nó điều khiển toàn bộ vũ trụ và sự sống của chúng ta. Thiên đạo rất khôn ngoan, nó khiến chúng ta liên tục quay cuồng trong vòng sinh tử, trong chu kỳ hạnh phúc và khổ đau. Nhưng bản thân nó lại không bao giờ sinh ra, cũng như không bao giờ bị diệt vong. Điều này giống như một đấng tạo hóa đang vui đùa với những sinh linh bị cuốn vào vòng luân hồi. Do đó, người đắc đạo đã nhìn thấu mọi mánh khóe của thiên đạo. Họ bước ra khỏi các quy luật của thế gian, không còn bị bất kỳ điều gì ràng buộc. Từ đó, họ thăng tiến đến một cấp độ cao hơn, như đạo, không sinh, không tử. Bạn có thể nói rằng đạo đã biến mất, không còn tồn tại, nhưng dường như nó vẫn hiện diện một cách mờ ảo, giống như thiên đạo, luôn tồn tại nhưng lại không thể thấy rõ, cùng với đạo bay lượn khắp thiên địa. Điểm quan trọng ở đây là việc thoát khỏi quy luật thế tục chính là chìa khóa cho quá trình tu đạo. Nhiều người khi nghĩ về Phật giáo hoặc đạo giáo, họ nghĩ ngay đến việc tu dưỡng, cắt đứt mọi ham muốn danh lợi. Việc này thường khiến cho họ cảm thấy áp lực. Nhưng thực sự, con đường đắc đạo của người chân chính là thoát khỏi quy tắc của thế gian và thăng hoa lên một chiều không gian khác, nơi thiên đạo không thể ảnh hưởng đến họ. Cuối cùng, Trang Tử nói rằng khi đạt đến cảnh giới cao nhất của bất sinh bất tử, hòa minh với đạo, cảnh giới này được gọi là âm minh. Âm đại diện cho sự hỗn loạn và xáo trộn, còn Minh biểu trưng cho sự yên tĩnh. Cảnh giới này cũng không phải sự yên tĩnh hoàn toàn từ đầu, mà phải trải qua những thử thách, sự xáo trộn, rồi cuối cùng mới đạt được sự bình an. Điều này giống như khái niệm về vụ nổ lớn Big Bang. Ban đầu, vũ trụ là một khoảng trống yên tĩnh, rồi một sự xáo trộn xảy ra, dẫn đến vụ nổ lớn tạo ra vũ trụ. Sau đó, vũ trụ trở nên ngày càng hỗn loạn. Nhưng qua thời gian, sự hỗn loạn giảm dần và vũ trụ dần trở lại trạng thái yên tĩnh. Cuối cùng, vũ trụ cũng trở lại hình thái ban đầu, một sự tĩnh lặng vĩnh hằng trở về với đạo. Đó chính là câu chuyện về việc Lữ Ngọc dạy đạo cho đệ tử. Sau khi nghe xong, Nam Bá Tử Quỳ hỏi một câu rất quan trọng. Tiên nhân, ngài vừa kể cho ta cách ngài dạy đệ tử tu đạo. Nhưng ta muốn hỏi, vậy ngài học đạo từ đâu? Ai là người đã dạy ngài? Đây là một câu hỏi ý nghĩa sâu xa, vì Lữ Ngọc trước đó đã nói rằng Nam Bá Tử Quỳ không có tài năng của bậc thánh nhân nên không thể học đạo theo cách mà đệ tử của Lữ Ngọc đã học. Vì thế, những gì Nam Bá Tử Quỳ vừa nghe về quá trình dạy học của Lữ Ngọc dường như là vô ích đối với ông. Nhưng điều quan trọng là Lữ Ngọc đã tự nói rằng ông cũng không có tài năng của bậc thánh nhân, cũng không có căn cơ. Vậy làm sao Lữ Ngọc có thể học được đạo? Lữ Ngọc trả lời, ta học đạo từ Phụ Mạc Tri Tử. Phụ Mạc Tri Tử học từ Lạc Tống Tri Tôn. Lạc Tống Tri Tôn học từ Trương Minh. Trương Minh học từ Liệt Hư. Liệt Hư học từ Hư Dục. Hư Dục học từ Ngư Âu. Ngư Âu học từ Huyền Minh. Huyền Minh học từ Thương Miêu. Và Thương Miêu học từ Vô Tử. Lữ Ngọc chỉ nói câu này rồi kết thúc câu chuyện. Vậy câu nói này có ý nghĩa là gì? Để hiểu câu này, chúng ta phải xem xét kỹ các tên trong câu nói, bởi vì mỗi cái tên đều ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc. Mặc dù đến nay vẫn còn nhiều điều chưa được giải mã, nhưng các học giả đã tìm ra một số manh mối về ý nghĩa của những cái tên này. Trên thực tế, các tên không chỉ là những cấp độ của việc tu luyện đạo, mà còn phản ánh lịch sử của loài người. Từ Vô Tử đại diện cho trạng thái ban đầu của vũ trụ trước khi có sự hình thành của mọi thứ. Bạn có biết ý nghĩa của những cái tên mà Lữ Ngọc nhắc đến hay không? Nếu có, hãy chia sẻ cùng chúng tôi trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.